À, chào mọi người ha, mới vừa mang về ba con chim để lấy cho mọi người coi. Đây ba em, ba em này là ba cu róc đang đứng gửi gà cái ông đi bẫy thanh tước chạy ngang qua, cái chạy theo để hỏi mua bỏi mà không có, ông bay dính được ba con mới mua lại của ổng luôn này. Ba con định mang về thả nhưng mà thôi để bỏ vô đây nuôi thử con nào dạng nuôi một con, còn hai con kia kia thả. Nó cắn ghê lắm, mình vừa lấy băng keo mình xích nó lại đó, cho nó vô cầm chuột. Ảnh màu xanh xanh, cái dòng kêu ảnh này cũng hay hay, rừng rú ghê lắm. Có một con ngực đỏ đỏ, chắc con trống, chắc con đó để nuôi, còn hai con kia để thả nó đi. Con ngực đỏ. Con đứng đây nè. Có hai ba cọng lông đỏ nè. Để kiếm gì cho nó ăn nè. Lấy cho nó trái ổi. Rồi thôi chào mọi người ha.